Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng các bạn trở lại kênh của Tony. Bây giờ là sáng thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2021. Chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thứ sáu, một cái cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại cái phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện rầm rộ, ùng đang gây cấn xảy ra dưới cái chính quyền của chú Bảy, bao gồm những nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất, ông ngoại trưởng của tiểu bang Georgia đã tiêu đời rồi. Nội dung thứ hai, rầm rộ các tiểu bang, trong đó có cả luôn tiểu bang Texas đã bắt đầu ra quân hành động và chú Bảy có nguy cơ to. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời các bạn theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích thì đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ để mọi người xung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để ủng hộ tinh thần và channel dùm Tony nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bên cạnh đó thì Tony cũng xin chia sẻ với các bạn luôn, khoảng 8.500 quân nhân tại ngũ tức là đang làm việc đó các bạn, đã rầm rộ phản đối cái lệnh của chú Bảy về cái chuyện bắt buộc chích ngừa. Cho nên hiện tại bây giờ đã quá thời hạn chích ngừa rồi, nhưng 8.500 quân nhân này vẫn không chích và vẫn không nghe lệnh của chú Bảy. Cũng như là người ta sẽ nói, một là giữ người ta ở trong quân nhân, hai thì đuổi đi. Chú Bảy cố tình làm như vậy để cho quân đội của nước Mỹ thiếu hụt và không có lực lượng đầy đủ để sẵn sàng chiến đấu đó các bạn. Không hiểu chú Bảy làm như vậy mục đích gì. Các bạn ơi, các bạn à, chú Bảy đang đối mặt với nguy cơ to. Nó như thế này, thì vào ngày hôm qua, thống đốc tiểu bang Florida, ông DeSantis, ông ta cho biết là sẽ chống đối tới cùng cái luật mà chú Bảy đưa ra là 450.000 đô la cho mỗi gia đình di dân bất hợp pháp. Ông thống đốc ông nói như thế này, người dân Mỹ đang đối mặt với tình trạng lạm phát, vật giá leo thang, khan hiếm hàng hóa, kinh tế đi xuống, chú Bảy không lo. À, mà tại sao lại lấy hàng triệu triệu, hàng tỷ tiền đô la của người dân Mỹ đóng thế đem đưa đi cho người dân bất hợp pháp? Đó là một cái điều không thể chấp nhận được. Và ông ta còn tuyên bố như thế này, ông ta sẽ thành lập một đơn vị cảnh sát làm việc toàn thời gian để chống lại tội phạm gian lận bầu cử là điều thứ nhất. Và ông ta cũng sẽ vận động các nhà lập pháp để mà quy ra những cái tội gian lận bầu cử là một cái tội đại hình cấp 3. Mức án sẽ lên tới ít nhất 5 năm tù và 5.000 đô la tiền phạt tại tiểu bang Florida. Bên cạnh đó, ông ta nói là ông ta sẽ chống lại cái chuyện là chú Bảy lấy tiền của người dân Mỹ đúng thế đi đưa cho người dân bất hợp pháp. Rồi chưa xong đâu các bạn, vào tối hôm qua tại tiểu bang Texas, ông bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Texas, ông này tên là Ken Paxton, đã chuẩn bị đơn kiện và hôm nay sẽ bắt đầu đưa lên tòa án liên bang để kiện chú Bảy về cái chuyện lấy tiền thuế của người Mỹ để tặng không cho di dân bất hợp pháp mỗi gia đình là 450.000 đô la. Ông Ken Paxton ông nói như thế này, người dân Mỹ có thể suốt cuộc đời người ta chưa làm ra được 450.000 đô la, gần nửa triệu đó các bạn, đâu phải là dễ làm, dễ để dành đến cái con số này. Và có nhiều người thì phải paycheck by paycheck, tức là làm từng nào sao từng đó. À, hiện tại bây giờ tình hình vòng quanh nước Mỹ đang lận đận lao đao, người dân đang khốn đốn, phải trả tiền xăng cao, vật giá leo thang, khan hiếm hàng hóa. Chú Bảy không lo, đáng lấy những cái tiền này nè thì chú Bảy lo cho người dân Mỹ đi, lo cho nền kinh tế của nước Mỹ đi, để dân giàu nước mạnh. Không, tại sao phải đem tiền người dân Mỹ mà đi đưa cho di dân bất hợp pháp? Người ta đều biết là chú Bảy đã có lời hứa với những người di dân này và chú Bảy không thực hiện được. Bây giờ định lấy cái số tiền này để bịt miệng những người di dân đó, để trong tương lai còn lấy được cái lá phiếu. Nhưng cuối cùng thì ai cũng đều hiểu rõ mục đích của chú Bảy rồi. Đó là cái chuyện thứ hai. Cái chuyện thứ ba là những cái ứng cử viên mà trong cái cuộc chạy đua vào hạ viện tại tiểu bang Ohio á, mà do Tổng thống Trump ủng hộ á, đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi, các bạn à. Đó là một cái thông tin vui thứ nhất. Thông tin vui thứ hai là tại bang Virginia,
cũng đã chuyển sang màu đỏ rồi, tại vì ứng cử viên cánh hữu ông Johnson đã giành chiến thắng và trở thành thống đốc tiểu bang Virginia, cũng là được Tổng thống Trump ủng hộ phía sau lưng. Cho nên đây cũng là một cái chiến thắng dễ dàng bước đầu của đảng Cộng hòa, và hy vọng là đảng Cộng hòa sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện giữ an ninh cho cái cuộc kiểm phiếu cũng như là cái cuộc bầu cử trong tương lai. Thì đây cũng là một cái tin tốt cho những ai yêu mến Tổng thống Trump và yêu mến đảng Cộng hòa. Như ông bà ta thường hay nói, những ai mà phản chủ, phản thầy, phản bạn thì không bao giờ có cái kết quả tốt. Điển hình qua các ông ngoại trưởng của tiểu bang Georgia. Các bạn quý vị còn nhớ không, vào tháng 11 năm 2020, cái ông ngoại trưởng này, ông đã bao che, ông là đảng Cộng hòa nhé, ông đã bao che cho cái chuyện giờ lờ tại cái tiểu bang này, và ông đã coi như là giấu những cái bằng chứng và chối cãi, và ông còn thâu lại một cái clip ngắn gọn lẹ giữa cái cuộc nói chuyện Tổng thống Trump và ông ta, và ông ta đã cắt xén sửa đổi cái video đó và tung lên để tố cáo là Tổng thống Trump kêu ông ta sửa đổi cái chuyện kết quả bờ cờ đó, các bạn nhớ không? Rồi. Nhưng sau khi mà Tổng thống Trump đã lấy được cái bản gốc của cái cuộc nói chuyện đó và đưa ra thì ông ta mới chịu thua và ông ta mới chịu im lặng, và nghe phong phanh là ông ta đã bị Tổng thống Trump kiểm. Cho nên bây giờ đây, mời các bạn nghe kỹ nha. Rồi, thì vào ngày hôm qua, ông ta rụt lịch để ra, lò mặt ra để chạy đua cái chức vụ ngoại trưởng. Thật là một cách chơ chẽn. Nhưng các bạn biết, ông ta đang trong đảng Cộng hòa, ông ta phải được cái đảng của ông ta đưa lên bầu ra thì ông ta mới có cái gọi là kết quả tốt để đi ra ứng cử. Thì bây giờ cái phong trào MAGA đã gạch tên ông ta ra khỏi cái đảng Cộng hòa rồi. Cho nên nói nôm na là tương lai của ông ta đang bị đen tối, tại vì không có ai theo phe của ông ta và cũng không có ai bầu cho ông ta, cho nên dĩ nhiên người dân cũng sẽ không bầu cho ông ta. Và đây là cái kết của người phản chủ, phản đảng và phản thầy. Tại vì sao? Ông ta đang trong đảng Cộng hòa, và cái người Tổng thống Trump á, năm 2020 là tổng tư lệnh, vậy mà ông ta còn phản được, dĩ nhiên bây giờ không ai còn tin ông ta nữa. Thì đây là cái kết tiêu đời của ngoại trưởng tiểu bang Georgia. Rồi, sau vài phút nhanh gọn lẹ buổi sáng ngày thứ sáu, tôi này cập nhật và chia sẻ với các bạn những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những cái sự kiện gây cấn nóng bỏng nó đang xảy ra. Thì tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ ra những giây phút quý báu để xem cái video này. Nếu các bạn thấy thông tin nó hay, nó hữu ích, please đừng ngần ngại bấm nút chia sẻ. Và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để ủng hộ tinh thần và channel dùm tôi này nhé. Và bên cạnh đó thì tôi này cũng xin thông báo là tôi này có cái channel thứ hai tên là Tony Lay Hudson, chia sẻ về nhà cửa, công an việc làm, đời sống của người Việt ở Mỹ và những cái phong cảnh, thức ăn, xem cho vui, xem để giải trí và xem để biết. Nếu quý vị cô chú anh chị nào chưa có vào xem thì please, chút xíu nữa tôi này sẽ để cái đường link của cái channel thứ hai bên dưới, click vào đó xem, và nếu thấy hay thì đừng quên ủng hộ, bấm nút đăng ký, bấm cái chuông để channel phát triển tốt đẹp nha. Cảm ơn quý vị cô chú bác anh chị em rất nhiều. Have a good day, bye bye.